chào tất cả các bạn hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế nước ép như sau thì thứ nhất về pha chế nước ép thì nó chia ra độ là đầu tiên là tầng nặng thì tầng nặng gồm có là nho lê cà rốt dưa hấu thì độ đường nó rất là cao và vitamin tầng thứ hai là tầng nhẹ gồm tầng chua đầu tiên là chua đậm gồm có chanh chanh dây chua nhẹ gồm có là cam dâu kiwi cốc tầng chát gồm có là siri ổi, đặc tính, giàu vitamin, độ đường thấp, nhiều chất xơ. Đối với nguyên tắc sơ chế trái cây, khi mình ép vào một loại trái cây nếu mà thường hay ngã màu như là ổi nè, sơ ri, cốc thì mình sẽ cho thêm muối và nước chanh cộng thêm đá viên. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo.